Xin chào tất cả các bạn nhé. Trung Bonsai đang theo mấy anh đi mua cây. Đấy. Có rất nhiều tác phẩm đẹp nhé. Trung Bonsai sẽ giới thiệu với các anh em ở clip. Anh em chờ đón xem nhé. Qua xe à? Đó. Xe mình ngồi đâu này không đỉnh, qua xe nó đang mở. Quả này quả gì đấy anh nhỉ? Anh Dược ơi. Quả này quả gì đấy? Nó giống quả thần kỳ ấy, quả gì nhỉ? Ui giời. Anh biết ít. Anh em nhé, một số quả mà chúng tôi cũng không biết là quả gì nhé. Đi quay nhiều rồi. Một số đồi tùng rất là đẹp nhé. Đó, làm rất là công phu. Khoảng trên 100 triệu một tác phẩm như này thôi. Quá đẳng cấp luôn. Một số anh đang đi đằng trước nhé. Thì chúng tôi đang ngắm đằng sau đây. Cây này quá đẹp luôn. Bên trong kia toàn tác phẩm đẳng cấp đúng không ạ? Quá bên trong có nhiều tác phẩm đẹp. Con này đang cấp hắn tiến đường tiến. Đó quá to quá nhỉ. Mình không thể giới thiệu hết được nhá, có quá nhiều tác phẩm đẹp. Tìm được đường vào nhá. Đây này, đang là con lưới chúng tôi chưa vào trong được nhá anh em nhá. Trung Bonsai đang quay bên ngoài. Bộ ba cái tranh cổ này chắc là vài tỷ nhá anh em nhá. Chân. Tác phẩm thứ hai là con long cũng rất là đẹp. Côn và lùn thân một. Quá những tác phẩm như này chỉ có ở Thanh Hóa thôi anh em nhá. Đó anh em xem và thưởng thức đi.
một tác phẩm Tùng có 102 nhé. À cái đây không phải cái Tùng nhé. Phi nào mà nó xoắn như này. Nhìn trong máy thì tưởng cây Tùng. Một tác phẩm phi nào như này chắc rất phải nhiều năm. Tuổi đời mênh mang rồi nhé. Uống rượu xong là khản hết tiếng rồi. Phải đâu 3 cân tiếp tục đi một nhà vườn nữa nhé anh em nhé. Dạ. Đó là cưa mình đứng vào cho em xem là cho nó cao cỡ nào. Quá lắm quả. Sung này chỉ mang về Nga Sơn chúng tôi nhé, để còn ăn gỏi với ăn ấy. Quả rất là sai. Ăn lem. Rồi. Đó nha quả này. Úi trời ơi. Chắc này tận ngọn. Không, xài thế. Quá tuyệt phẩm. Tiếp tục theo chân các anh nhé. Do chủ nhà vườn người ta đi triển lãm rồi nên chúng tôi không thể vào bên trong được. Chỉ quay bên ngoài thôi. Vâng. Ngoài kia chẳng qua anh em mình gặp. Đúng rồi. Thôi chứ ngoài đấy không có cây quý. Rồi. Trong đây không... Bên trong kia còn nhiều cây đẹp quá. Cái này cái đôn này gì đây? Đôn. Đây là long đây. Cả vườn của mình không biết có bằng một cây của người ta không đấy anh ạ. Nên là thôi mình cứ đi chiêm ngưỡng thưởng thức thôi. Đấy nhá. Có rất nhiều tác phẩm mà đẹp. Cái thân cây đôi xứng với đỉnh mũ. Đấy nhá. Thân cây mũ của anh Phúc đấy. Nó to như thế đấy. Mà cái thân cây nó cũng 90. Hút đi. Vâng. Thân 10. Thân cao 90. Rồi. Hôm nay em khản tiếng quá vì rô ta rô hoài nhiều quá nên mà... Đấy. Làm ấy chưa? Nó cấy vào hay là ấy nhỉ anh nhỉ? Đây nó làm vậy. Cây chẳng có gì vào đây này. Rồi. Ông làm nghệ thuật đấy. Một cây tùng là hán nhỉ. Vẫn đo tiếp này. To cỡ đấy đấy, 90 này. Đây, quay gần này cho anh em xem nhé. Cái mũ cối. Cái mũ cối này. Một cây mà tay một nó như thế này anh em ạ. Mà nó lại mỏng. Ôi dồi. Này. Cái chỗ này nó mỏng banh này. Đây này. Quá quý. Tay 10 phần mà chiều mỏng. Vâng. Có mỗi 2 phần, 2 phần rưỡi. Nó ép kiểu gì mà ra vậy nhỉ? Chắc nó có tuổi như già rồi. Thank you.
Mình cũng xin dừng video ở đây nhé, để tiếp tục đi vào bên trong để chiêm ngưỡng tác phẩm bên trong. Anh em chờ đón nhé. Cây cóc nhìn lan ra mà có quả đa. Đấy, đang có hoa tiết, quả rồi có hoa tiết. Quả quá sai. Rồi. Cái này cái chanh hay cái cam. Ấy nhỉ? Cam. Cam. Cái cam. Thân quái. Cam thân cũng quái. Rồi nhá. Anh em chúng tôi tiếp tục chuyển sang một nhà vườn nữa nhá. Này. Vâng. Cái này mà cái gọi là để mới để ngoài đấy. Đúng không? Ngoài tâm một quỳ hoa giấy như này cục cục thế, chắc vài trăm triệu cây này. Vâng, quá nhiều tác phẩm đẹp. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.